Hà Tăng diện áo dài sánh đôi bên ông xã khoe nhan sắc vạn người mê. Đây là lần hiếm hoi Hà Tăng và ông xã lộ diện tại một sự kiện. Nhan sắc của Ngọc Nữ khiến nhiều người chú ý. Kể từ khi cùng Louis Nguyễn về chung một nhà, người hâm mộ hiếm thấy Hà Tăng xuất hiện dày đặc ở các dự án nghệ thuật. Cô lui về hậu trường để dành thời gian vun vén cho gia đình nhỏ. Ngoài chăm lo cho con cái thì nữ diễn viên bỗng dừng muốn khóc kinh doanh riêng. Dù đã dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí nhưng Hà Tăng vẫn giữ được sức hút với công chúng. Mới đây, Hà Tăng gây chú ý khi hiếm hoi lộ diện cùng ông xã tại một sự kiện. Ngọc Nữ nhận nhiều lời khen khi diện chiếc áo dài tím thớt tha, mái tóc búi gọn trông vô cùng thanh lịch và sang trọng. Sắc vóc ngày càng thăng hạng dù đã là mẹ bìm ba con của Hà Tăng khiến dân tình xít xoa. Trong khi đó, ông xã của Hà Tăng cũng xuất hiện xứng đôi bên cạnh nữ diễn viên với chiếc áo dài cách tân màu đỏ. Bức ảnh cả hai chung khung hình được Hà Tăng chia sẻ toát lên về hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Hà Tăng và Louis Nguyễn kết hôn vào năm 2012 sau một thời gian hẹn hò. Đám cưới của của cả hai được tổ chức hoành tráng với sự tham dự của nhiều gương mặt đình đám. Hiện tại, vợ chồng Hà Tăng đã có 10 năm hôn nhân hạnh phúc. Cả hai đã có ba nhóc tỷ kháu khỉnh, nhưng diện mạo của các bé đều không được Hà Tăng công khai để bảo vệ con khỏi sức ép của dư luận. Sau khi làm dâu hào môn, Hà Tăng rút lui khỏi showbiz và chuyển hướng kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như thời trang, ẩm thực. Ở thời điểm hiện tại, Bà xã Louis Nguyễn cũng đang giữ chức vụ tổng giám đốc công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và tổ chức sự kiện. Trên trang cá nhân, Hà Tăng vẫn hay thỉnh thoảng chia sẻ về gia đình của mình. Nhìn cách nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống hiện tại, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Hà Tăng sinh năm 1986, là nữ diễn viên tài năng và xinh đẹp. Cô ghi dấu trong lòng khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên. Một số bộ phim đình đám có sự góp mặt của Hà Tăng như Dốc tình, Bỗng dưng muốn khóc, đẹp từng centimet, mỹ nhân kế nhan sắc xinh đẹp và tài năng diễn xuất thiên phú nên nhiều người ưu ái dùng danh xưng ngọc nữ để nhắc về hà tăng ảnh nvcc